Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Iran chính thức xác nhận Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Theo báo Tuổi Trẻ Online, hãng tin Mail của Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian và những người khác đi trên cùng chuyến trực thăng gặp nạn ngày 19 tháng 5 đã tử nạn. Theo đài CNN, các đài truyền hình Iran đang phát sóng những lời cầu nguyện giữa các chương trình sau khi Tổng thống Raisi được xác nhận đã tử nạn trong vụ rơi trực thăng. Chính phủ Iran đã triệu tập một cuộc họp khẩn ngày 20 tháng 5 sau khi phát thông báo chính thức về việc Tổng thống Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng. Hình ảnh và thông tin từ IANA cho thấy chiếc ghế ông Raisi ngồi đã bỏ trống với một tấm băng đen cuốn phía sau. Thời gian và chi tiết về tang lễ sẽ sớm được công bố, theo hãng thông tấn Fars. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời người đứng đầu tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết, thi thể của những người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng sẽ được chuyển đến thành phố Tabriz, thủ phủ của Đông Azerbaijan. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã kết thúc, vị này cho biết. Thị trường chứng khoán Iran cũng đóng cửa vào ngày hôm nay, 20 tháng 5, theo hãng thông tấn Tasnim. Trước đó cùng ngày, ông Pir Hossein Koliban, người đứng đầu Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran IRCS cho biết, các nhóm cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi sau nhiều giờ tìm kiếm tích cực ở khu rừng Gizma thuộc địa phận tỉnh Đông Azerbaijan. Ông Koliban xác nhận không có dấu hiệu nào cho thấy có người sống sót sau vụ tai nạn, theo Press TV. Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn sau cú va chạm vào sườn núi hiểm trở. Chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian, Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan của Iran Malek Rahmati và giáo sư Tabriz Hojatoleslam Al-Hassem được thông báo mất tích từ ngày 19 tháng 5 sau khi các ông dự lễ khánh thành độc quyết Qalasi ở biên giới Iran-Azerbaijan. Theo Hiến pháp Iran, nước này sẽ cần tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 50 ngày nữa để bầu ra nhà lãnh đạo kế nhiệm. Trước mắt, Phó Tổng thống Mohammed Mokber sẽ trở thành quyền Tổng thống nếu được lãnh tụ tối cao Iran phê chuẩn. Chính phủ Iran cùng ngày thông báo. Chúng tôi đảm bảo rằng nỗ lực phụng sự đất nước vẫn tiếp tục với tinh thần không ngừng nghỉ của ông Raisi. Mọi hoạt động của nội các sẽ tiếp diễn mà không có bất cứ gián đoạn nào. Tổng thống Raisi sinh năm 1960 trong một gia đình sùng đạo ở thành phố Massas, thánh địa của người Hồi giáo Shiite ở Iran. Khi còn là sinh viên, ông Raisi tham gia các cuộc biểu tình trong cuộc cách mạng Hồi giáo Iran dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ tinh thần Ayatollah Khomeini. Sau cách mạng Hồi giáo, ông Raisi tiếp tục học tập, nghiên cứu tại Đại học Sahid Motahari ở Tehran và nhận bằng tiến sĩ về luật học và luật Hồi giáo. Raisi gia nhập ngành tư pháp, trở thành phó công tố viên trưởng Tehran từ năm 25 tuổi. Ông Raisi được đánh giá là người có quan điểm cứng rắn trong các vấn đề còn khúc mắc giữa Iran và phương Tây. Những năm qua, Iran tăng cấp độ làm dầu uranium trong bối cảnh các cuộc đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015 không mang lại kết quả. Tổng thống Raisi cũng được đánh giá là có vai trò then chốt trong việc dẫn dắt Iran vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng hơn nữa của Iran tại Trung Đông khi vị thế của Tehran được thể hiện trong nhiều vấn đề khu vực. Ở một diễn biến khác, Sky News cho biết rất đông người dân Iran đã tập trung tại quảng trường Vali Eas ở thủ đô Tehran để cầu nguyện tập thể với hy vọng Tổng thống Iran Ebrahim Raisi có thể trở về an toàn sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi Vazakwan phía Tây Bắc hôm 19 tháng 5. Các lễ cầu nguyện tập thể cũng diễn ra ở đền Imam Reza ở thành phố Massad, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Hồi giáo Shiite, ở thành phố Qom phía Nam và nhiều khu vực khác trên khắp lãnh thổ Iran. Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Khamenei cùng ngày cũng tham gia cầu nguyện cho ông Raisi và những người khác có mặt trên chiếc trực thăng bị rơi. Ông đề nghị người dân Iran giữ bình tĩnh và khẳng định vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của đất nước. Đất nước Iran không nên lo lắng, sẽ không có sự gián đoạn nào đối với hoạt động của đất nước, ông Khamenei phát thông điệp. Công tác tìm kiếm rơi trực thăng chờ Tổng thống Iran không còn dấu hiệu sống sót. Tại địa điểm được cho là nơi chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi, hãng thông tấn trung ương Iran IRINN và hãng tin MNews đưa tin, không còn ai sống sót. Trước đó, các tổ chức cứu hộ đã di chuyển tới địa điểm chiếc trực thăng rơi sau khi tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Iran thông báo đã khoanh vùng và thậm chí thấy được xác trực thăng. Hiện nay, chính quyền Iran chưa đưa ra thông tin chính thức nào
Tuy nhiên, truyền thông Iran lẫn các hãng tin quốc tế như Reuters và AP cũng đều nói không có dấu hiệu sống sót tại địa điểm nơi có trực thăng rơi. Hãng tin Reuters dẫn lời ông P. Hussein Kolivan, người đứng đầu tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ của Iran, nói: "Với việc tìm thấy hiện trường vụ rơi trực thăng, không tìm thấy dấu hiệu sự sống nào trong số những người đi trên trực thăng này." Một quan chức Iran nói với Reuters rằng chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi đã bị thiêu rụi hoàn toàn, từ đó cho thấy hy vọng sống sót rất thấp. Trước đó, hai hãng thông tấn IRNA và ISNA của Iran cho biết, trong sáng 20 tháng 5, các lực lượng cứu hộ đã xác định được địa điểm chiếc trực thăng được cho là chở theo Tổng thống Iran Raisi bị rơi. Dẫn lời người đứng đầu tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Iran, ông P. Hussein Kolivan, ISNA cho hay, các nhân viên cứu hộ đang tiến về địa điểm nêu trên. "Chúng tôi đang đưa các nhóm tìm kiếm và cứu hộ tới nơi họ cho biết có mùi dầu nhiên liệu. Nơi có mùi nhiên liệu đã được xác định, nêu trên trùng khớp với một trong các địa điểm nhiều khả năng vụ việc xảy ra," ông P. Hussein Kolivan nói. Hãng tin AP dẫn lời ông Kolivan cho biết, nhóm cứu hộ đang trên đường tiếp cận vị trí trực thăng rơi và có thể nhìn thấy xác chiếc trực thăng từ khoảng cách 2 km. Trong khi Reuters dẫn thêm thông tin từ vị này cho biết, tình hình không tốt. Trước đó, các nhóm tìm kiếm cứu hộ đã rà soát khu vực được cho có nguồn nhiệt nghi của chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Raisi. Tuy nhiên, dù nơi chiếc trực thăng rơi được cho nằm ở vùng núi tỉnh Đông Azerbaijan, miền đông bắc Iran, đến nay các đội cứu hộ chưa thể khoanh vùng cụ thể hơn về địa điểm chiếc trực thăng này. Hãng thông tấn FA của Iran cho biết, chưa rõ địa điểm các nhóm tìm kiếm cứu nạn đang tới là ở đâu. Tuy nhiên, nguồn nhiệt do máy bay Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện trước đó và đã báo cáo với Iran nằm gần ngôi làng Tavin, cách thành phố Tabriz khoảng 100 km, theo đài Al Jazeera. Cho tới khoảng 6 giờ sáng nay 20 tháng 5, tức 9 giờ 45 phút sáng giờ Việt Nam, hãng thông tấn Tasnim cho biết các nhóm cứu hộ đã tới địa điểm nghi chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về tình hình của những người trên trực thăng. Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết nào về tình trạng của những người có mặt trên chiếc trực thăng ấy. Người đứng đầu tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Iran, P. Hussein Kolivan, chỉ mô tả tình hình không tốt và cho hay ít nhất 73 nhóm cứu hộ đang hoạt động trong khu vực được cho là nơi trực thăng đã rơi, nằm gần làng Tavin ở tỉnh Đông Azerbaijan, miền đông bắc Iran. Ở một diễn biến khác, vào ngày 19 tháng 5, Phó Tổng thống Iran Mohsen Mansouri thông báo giới chức nước này đã liên lạc được với một thành viên của phái đoàn tháp tùng Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và một trong những thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng gặp nạn. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước RIB-TV từ một khu vực gần hiện trường được cho là xảy ra vụ việc, ông Mansouri cho biết phái đoàn tháp tùng ông Raisi di chuyển trên 3 chiếc máy bay trực thăng. Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở ông Raisi mất liên lạc với 2 chiếc còn lại. Các máy bay trực thăng ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực trong khoảng 20 phút, nhưng buộc phải hạ cánh khẩn cấp do điều kiện thời tiết xấu và sương mù dày đặc. Phó Tổng thống Iran nói thêm, lực lượng cứu hộ từ Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran, cảnh sát, quân đội và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, IRGC, đã được cử đến hiện trường. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nên hoạt động cứu hộ diễn ra chậm tại khu vực khó tiếp cận. Ngoài ra, nhiệt độ thấp và trời mưa đang gây thêm khó khăn cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!